Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu, chương 22 từ câu 1 đến câu 14. Đức Giêsu lại dùng dụ ngôn mà nói với họ rằng: Nước trời cũng giống như chuyện một vua kia mở tiệc cưới cho con mình. Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc, nhưng họ không chịu đến. Nhà vua lại sai những đầy tớ khác đi và dặn họ: Hãy thưa với quan khách đã được mời rằng: Này cỗ bàn ta đã dọn xong, bò tơ và thú béo đã hạ rồi, mọi sự đã sẵn, mời quý vị đến dự tiệc cưới. Nhưng quan khách không thèm đếm xỉa tới, lại bỏ đi. Kẻ thì đi thăm trại, người thì đi buôn, còn những kẻ khác lại bắt các đầy tớ của vua mà sỉ nhục và giết chết. Nhà vua liền nổi cơn thịnh nộ, sai quân đi tru diệt bọn sát nhân ấy và thiêu hủy thành phố của chúng. Rồi nhà vua bảo đầy tớ: Tiệc cưới đã sẵn sàng rồi, mà những kẻ đã được mời lại không xứng đáng. Vậy các ngươi đi ra các ngả đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Đầy tớ liền đi ra các nẻo đường, gặp ai bất luận xấu tốt, cũng tập hợp cả lại, nên phòng tiệc cưới đã đầy thực khách. Bấy giờ, nhà vua tiến vào quan sát khách dự tiệc, thấy ở đó có một người không mặc y phục lễ cưới, mới hỏi người ấy: Này bạn, làm sao bạn vào đây mà lại không có y phục lễ cưới? Người ấy câm miệng không nói được gì. Nhà vua liền bảo những người phục dịch: Trói chân tay nó lại, quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài. Ở đó, người ta sẽ phải khóc lóc, nghiến răng. Vì kẻ được gọi thì nhiều, mà người được chọn thì ít. Quý vị và các bạn thân mến, trong cuộc sống của chúng ta, khi tổ chức bữa tiệc hay lễ cưới, chúng ta thường mời những người thân quen, bạn bè hay những vị khách quan trọng trong tương quan gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, chúng ta thấy đoạn tin mừng của hôm nay diễn tả một điều gì đó bất ổn, khác biệt. Trong khi chủ tiệc đã sẵn sàng để thiết đãi một bữa ăn trang trọng, thịnh soạn, nhưng tất cả những khách mời lại không đến. Họ thẳng thắn từ chối lời mời gọi này. Cuối cùng, ông chủ tiệc đành phải xử lý cách khác, là đi ra các ngã đường, gặp ai cũng mời hết vào tiệc cưới. Dụ ngôn của đoạn tin mừng là lời cảnh tỉnh cho tất cả chúng ta. Thiên Chúa luôn yêu thương và quảng đại với tất cả mọi người. Ngài luôn dọn sẵn những bữa ăn trang trọng để thiết đãi con người. Đó chính là bữa ăn hạnh phúc, bữa ăn của ơn cứu độ. Tuy nhiên, chúng ta đang đón nhận lời mời gọi của Chúa hay dửng dưng, khinh thường và từ chối? Thiên Chúa luôn cho chúng ta sự tự do chọn lựa. Nếu chúng ta muốn có hạnh phúc, có nguồn mạch của ơn cứu độ, chúng ta hãy đến với bàn tiệc thánh thể của Chúa. Tuy nhiên, để tham dự vào bữa tiệc này, chúng ta cần phải trang bị cho mình trang phục phù hợp với con đường tin mừng của Thiên Chúa. Nghĩa là chúng ta hãy nỗ lực để thực thi và hoán cải theo đường lối của Chúa. Nguyện xin Chúa ban bình an, tình yêu và ơn Thánh Thần để dẫn dắt chúng ta tiến vào bàn tiệc vinh quang mà Chúa đã dọn sẵn cho chúng ta. Amen.